lại xe hư bấy luôn mà nó lột vô rồi nó vô ba vớ rồi trong vên luôn mà là vô phương cứu chữa rồi nha. Rồi nguyên nhân là do đây nè các bạn, mời camera tới đây, nguyên nhân là do đây cần tăng cam. Chào các bạn, thì hôm nay là em sẽ giới thiệu cho các bạn là tổng hợp giờ làm máy phu trò mập ở một cái xe đang đi nhiều km bị lột vên hư cần tăng cam tiếng kêu sẽ như thế nào, một cái xe đang đi chạy Grab bị hư sẽ như thế nào, thì các bạn sẽ thấy được ba xe trong chuyên mục này luôn đó. Thì em cảm ơn các bạn rất là nhiều, bây giờ mời các bạn vô coi. Chào các bạn, khi nào phu trò mập và phu trò led nó hư cần tăng cam thì cái trường hợp đây nó quá nặng thì nghe rất rõ rồi nha. Mà các bạn, cái xe hiện tại là bình xe em trai này là yếu các bạn, cho nên là đập muốn chết luôn vậy đó nè. Ở đây là nếu mà cái trường hợp vậy nè mà nó kêu tới cỡ này các bạn, lại xe hư bấy luôn rồi, nó lột vên rồi, nó vô ba vớ rồi trong vên luôn rồi, là vô phương cứu chữa rồi nha. Thì khi các bạn nghe mà cái tiếng giống vậy mà nó nhỏ hơn chút xíu hay là có tiếng xì đó thì các bạn nên đi kiểm tra cần tăng cam các bạn đi, đừng để quá trễ như xe này. Cái trường hợp xe này ở đây á là quá nặng rồi, không còn cứu nữa, bắt buộc phải chạy máy rồi nha các bạn. Thì bây giờ dưới sự đồng ý chủ xe, mình sẽ tiến hành mở máy cho bạn coi là hư cần tăng cam nó hư như thế nào và nó tới giai đoạn nào rồi nha. Rồi nguyên nhân là do đây nè các bạn, mời camera tới đây, nguyên nhân là do đây cần tăng cam. Các bạn thấy là toàn bộ phần sắt ở đây nè và cao su đây bắt đầu là giờ nó bể nát hết rồi. Thì khi mà những cái này nó bể nè là nó sẽ đi vào động cơ các bạn, nó qua lượt nhớt các bạn á, là nó qua một phần nó chặn được những cái lớn nha. Đó đây, còn những cái nào mở đầu nó ra thành mà cái nhuyễn hơn là nó sẽ theo nhớt đi vòng 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 hết trong máy các bạn, nó dẫn tới tình trạng là lột vên không có cách nào mà kêu là không lột được hết đó. Thì hư cần tăng cam, kêu cần tăng cam bắt nguồn từ ông nội đó và bắt đầu đi vô vên nè, nó bơm vô vên, nó lên ác, nó đi vô đây, nó bơm ra rồi nó, bởi vậy các bạn thấy cái cùi nè bắt đầu nó có những cái ba vớ li ti nè, ánh kim á nè, bên đây ánh kim luôn nè các bạn, trên lưng mặt đạn luôn nè, nguy hiểm có không. Là nếu mà trường hợp xe này nè mà Linh mà ráp á là phải bắn hết mâm lửa qua lăng dĩa đều ra để mà rửa nha, qua lăng rất quan trọng, tròn lấy súng bắn tôi ôi trời nè, là những cái ba vớ li ti đó nó sẽ hít vô qua lăng, nó nằm ở dưới ôi trời đây nè, nè các bạn coi nè, em nói đúng không. Bởi vậy nè, quay sao mà thấy được qua lăng đó, ba vớ li ti không trong đây. Bởi vậy các bạn á phải làm, phải va chạm thì các bạn mới biết em nói đúng, chứ còn không mà tưởng em nó khùng nó điên không ha. Rồi tin tới ngồi nè con, rồi ngồi xuống. Rồi bây giờ là lốc này nè, này là cái lốc sẽ nhớt, lốc sẽ nhớt thì mình phải kiểm tra có hư răng hay không, thấy có dập một răng nè. Cây bù đông xiên nét trái tim em, hiểu hiểu bài xiên nét trái tim em không đó. Cái lốc sẽ nhớt rồi, rồi đây rồi bây giờ nè, trời ơi đây, bởi vậy có nhiều anh em á hỏi mình á nè, ghê không các bạn, cái này là lốc số bị ra ba vớ, lấy cái này quẹt vô mặt mình, quẹt nha, quẹt thử một cái nè đó, rồi đây rồi. Quẹt thử một cái không, ui ta mày, rồi hai thằng, rồi xong tới lòng trái bít tông là dĩ nhiên cái lốc mà cỡ đó lòng trái bít tông lên đường hết, hụt lắp chấm nè. Bây giờ sẽ thay lại cái bít tông, này là quả bít tông, còn này là đầu bờ nè, tiếp nè các bạn coi là đầu bờ, giờ đóng khó nè, đóng khó số bắp cháy miệng, số bắp nè, phần này kêu là số bắp bị cháy nè, đúng rồi số bắp bị cháy miệng đó. Rồi nồi nè, nó khuyết tới cỡ này nè, đó nó khuyết chuông, phải làm nồi thay chuông thay đồ. Rồi cam cò xe này sẽ để xe lại nha các bạn nha. Đó giờ các bạn nghe về một cái sự tích là nó ghê lắm các bạn. Em chào anh trai chủ xe nha, mời camera tới đây các bạn coi nè, cái mâm đồ là phải rửa sạch hết và phải mở ra toàn bộ là cái gì, bơm nhớt nè, này là dĩa đề nè,
Cái này là ở giữa đề mở ra hết vậy nè. Những cái lưỡi lam này nè, mấy cái phíp này nè, bi đề nè, lấy là toàn bộ luôn. Những cái này mới là những cái giết chết các bạn từ từ á. Ghê gớm lắm nha các bạn. Nè các bạn coi nè, qua lăng nè. Bữa đó, các bạn có nhớ là em vừa chỉ cái máy ra xong á, là em quay em lại ba vớ không không? Thì em hay nói với các bạn á, hàng hàng đưa đèn pin nhỏ cho con pin nè. Cái qua lăng ở đây á, là nó bể cùng lưỡi nó cả kíp luôn nha các bạn. Cái xe này tình trạng máy á, rất là xấu nha. Chủ xe chạy là bể số, bể đồ hết luôn nha các bạn. Bể cần lừa á, em bắt đầu em rửa sạch sẽ từng món, bắt đầu em quay cho các bạn coi nè. Đó, rồi thì các bạn biết là bây giờ tới giai đoạn xe này nè, em quay gì các bạn hiểu rõ nhất. Rồi camera ngồi xuống đi. Mấy bữa em hay diễn tả cho các bạn á, em hay nói là à, cái xe nào mà ba vớ đồ lên hoặc là lột đồ á, lột dơ rồi các bạn nên mở toàn bộ ra rửa. Là bây giờ các bạn hiểu rõ rồi đúng không? Rồi là một là giờ phần qua lăng. Thứ hai nữa các bạn coi nè, cuộn lửa nè. Các bạn coi nè, bể nát luôn. Rồi bây giờ phải thay cuộn lửa, các bạn thấy hồi đó giờ em làm máy có xe nào em thay cuộn lửa không các bạn? Chưa bao giờ luôn. Vậy có nghĩa là không phải khi rã máy ra sẽ thay hết toàn bộ, mà là những đồ nào trên xe các bạn còn xài lại được, em phải xài lại. Đó. Rồi ví dụ như cục máy có 100 chi tiết đi, nếu thay hết 100 chi tiết thì phải giá tiền khác. Mà cục máy 100 chi tiết mà thay cái chục 90 chi tiết phải giá tiền khác chứ đúng không? Lúc nào nó cũng sẽ nằm ở cái mức bình ổn là mọi người có thể làm được. Rồi em nói xe này chạy mà khuyết còn lừa luôn nè. Nè các bạn coi nè, cần lừa trên xe nè, chạy cháy luôn. Thì á, đây là một cái không hư nè, các bạn thấy nó có một cái điểm G lên không, điểm G lên, còn cái này là nó mất cái điểm G luôn rồi, cho nên là chủ xe sẽ qua số rất là khó đó. Và cái câu hỏi đặt ra là những cái ba vớ sắt này đi đâu à? Thì dĩ nhiên đi vô đây các bạn, nó đi theo cái máy các bạn, đi đi tùm lum tùm la hết luôn. Rồi giờ nữa, nó sẽ bơm nhớt vô dơ, nó đi 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 tùm lum luôn, nó bơm vô đây, nó bơm vô tay dơ, bơm vô ắc dưới, sao không lột cho được đó. Rồi bây giờ bắt đầu nè, về phần cặp lốc đi. Cặp lốc ở đây là mình sẽ vệ sinh thiệt kỹ đó, sạch sẽ hết từng chi tiết thôi. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra là cái lỗ gì, lỗ ốc xả nhớt nè. Đó là các bạn thấy là bạn lên đắp lại rồi đúng, bạn lên đó. Bởi vì xe này á, phụ tùng thay thế quá nhiều, nếu mà không đắp lại á nha là sẽ phát sinh mỗi thứ một chút 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 đó. Thì ở đây là em giữ lại cho chủ xe, còn nếu á, mà chủ xe nào đủ điều kiện kinh tế á, là em sẽ thay luôn. Em đóng một sơ mi răng nè, các bạn thấy màu thao không, là em đóng nè. Đó rồi là cặp lốc là xử lý xong ha, lốc dên số hư cần lừa đồ vậy, bắt buộc phải thay một bộ số mới rồi, khuyết mắt luôn à. Rồi là mấy bữa hay giải thích bộ số này, không giải thích nữa qua tu cho lẹ hơn. Rồi vô lòng nè, lòng ở đây thì em sẽ thay lại là bích tông nè, bạc nè, chính hãng Honda Thái Lan mình nè. Đó thì cái vỏ lòng này không bao giờ thay hết các bạn, nhưng mà sẽ là thay bích tông bạc, cũng là để trả lời cho câu hỏi là à, chuyển máy ra thay hết hả hay sao không, trời mua nguyên vỏ lòng biết bao nhiêu tiền. Rồi phun bạc đạn máy là bị xào hết, xào bạc đạn máy là sao, một là nước vô, hai là ba vớ vô. Ví dụ như xe này là ba vớ nè, ba vớ sắt luôn chứ không phải là ba vớ của lá bố hoặc là ba vớ nhôm gì nữa nha, mà sắt là sắt từ đâu, từ càng cua từ đồ nè, càng lừa. Rồi thay bộ số mới nè, đầu ở đây là em sử dụng số bắp CNC nè các bạn coi nè. Thì số bắp CNC này ưu điểm của nó bền hơn số bắp zin, tốt hơn số bắp zin đó. Và quan trọng là độ chịu nhiệt cực kỳ cao khi máy nóng, và nó sẽ giúp các bạn tối ưu là tiết kiệm không thay lại hai cái gít số bắp nha các bạn. Bình thường nếu các bạn đi số bắp zin là các bạn phải đóng số bắp lại, đóng gít số bắp lại đó, còn này là mình đi số bắp CNC nó hạn chế được vấn đề đó. Lưới lọc nhớt xe này đắt nè, em sẽ thay lại nè. Cam còi trên xe còn xài được chưa lột nè các bạn, em sẽ xài lại nè. Đó rồi em nói về phần nồi đi ha, là cái combo mà bất diệt của em, lá bố thái nè,
hai mặt nhôm nồi nè, gia công lại cái nồi trước nè, thay chuông nè và thay bố bát càng dài nè. Rồi thì bây giờ là ở đây nè, thì em sẽ cho các bạn coi nè, là chuồng heo em sẽ thay một cái chuồng heo mới đó. Chuồng heo là em sẽ thay một cái chuồng heo mới nè, hai mặt nhôm là em sẽ xài lại nè, lá búa là em sẽ dùng lá búa chính hãng của Đại Thái Lan nè, lò xo em đi ba nặng ba nhẹ nè đó. Rồi là xong phần nồi nè, bấm là bay nè. Rồi quay chậm chậm chậm, ron phốt xin cốt con số là những chi tiết cực kỳ quan trọng cho chiếc xe này. Rồi đều sử dụng là đồ chính hãng hết chứ không xài ron phốt lô. Tiếp đó nè, xin cam nè, còn đang cam tay cua niễn nè, bánh đỡ nè, ống sáo nè, lò xo ống sáo nè, cao su ống sáo nè, đây là bộ phận bên lửa. Tất cả những cái này sẽ sử dụng được bền hơn Vinh, tốt hơn Vinh, mặc dù em vẫn thay đồ hãng. Bởi vì sao? Bởi vì có can thiệp của em, cho nên sẽ giúp cần tăng cam không hư. Khi cần tăng cam không hư, nó sẽ kéo liên đới những món này bền hơn bình thường có thể. Đó, giải thích rất rõ ràng cho các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Chỉ là máy kiểm tra dàn điện, thay bình ắc quy, thay cái bóng đèn led ở lần trước. Thì chạy thử giùm chủ xe, máy móc là ok hết tất cả mọi thứ. Đó. Thì khi mà một cái xe mà vô em làm máy nha các bạn, thì em sẽ có một cái tính là kêu là máy, là em làm máy kiểu gì em làm đó, mà tất cả đó giờ luôn, trừ khi xe dọn em còn góp ý này kia. Còn khi mà khách hàng vào á, là tất cả mọi thứ kêu gì em chỉ biết làm cái đó thôi, em không có bày ra bất cứ gì hết. Đó, ví dụ như xe này là cầm dầu thắng nè, bóp thắng nó bị sượng chai bên rồi nè, bóp không ăn nè, lúc được lúc không nè, em vẫn không nói nhông xin dĩ giãn hay gì đồ, là tất cả mọi thứ ha. Đó, cổ phục chẳng ba gì, bởi vì chắc chắn luôn người chủ xe người ta chạy người ta sẽ biết những vấn đề này các bạn ha. Nhưng mà có thể là do kinh tế người ta không đủ hay gì đó nên là người ta sẽ không làm đó. Thì mình có làm tốt phần là máy của mình đây, sau này mà người ta kinh tế người ta sẽ tự kiếm cho mình làm biết món A, món B, món C. Chào các bạn, hôm nay là em hoàn thiện xong 100% xe phu trò mập, làm máy thay cái đèn led nè. Quay vô đây tới đó, thay cái đèn led, thay motor bơm xăng, rồi thay nhông sinh dĩ, thay lọc xăng, quên thay lọc xăng chứ không phải thay motor bơm xăng các bạn. Hai cái vấn đề đó nó khác nhau nha. Rồi thì máy nè trả về lại như từ đầu để các bạn biết là nó hết còn kêu cái tiếng hư cần nâng cam, xe cần nâng cam hơn. Cho nên là mình làm nhiều các bạn, kinh nghiệm nó quá phong phú rồi. Thì những cái vấn đề mà gặp phải trên dòng xe phu chờ này á, khi mà các bạn làm máy tại tiệm em sẽ được em giải quyết triệt để hết 100%. Chào anh trai, đây là quá trình máy xe anh tháo ra nè. Thì có một câu nói em hay dành tặng em rồi đáp á, thật sự nếu mà anh em nào mà cái xe sử dụng đi nhiều mà chạy gò ráp mà bằng một cái xe full led á, thật sự rất là uổng đồ. Là sao? Bởi vì cái dơn full led á, có những cái các bạn nó tự lột ở trong lột ra. Là trường hợp xe này nè, là tay dơn nè, nó bị lột tay dơn nha các bạn, gõ nó kêu cọc cọc nặng luôn. Rồi các bạn coi trái bê tông nè, cái xe full led mà các bạn mà sử dụng á, mà đi chạy gò ráp với tần suất nhiều rồi, thật sự á, cái độ mà bền bỉ của nó nếu mà so với lại một cái xe da á, khó lắm nha, nó không bằng đâu. Xe này là lột dên, lột từ ác dưới lột lên, không có lột ác trên đó. Thì tình trạng máy xe này em mở ra nè, thì bây giờ là đầu đồ đi nhiều rồi đóng khói, em sẽ xử lý trường hợp xe này như thế nào. Đó, xe này bị lột dên, khi mà lột dên là sẽ hư bít tông, hư lòng đầu á. Thì là quá trình mình đi lột dên thì nó không ảnh hưởng gì tới cái đầu á các bạn, tại vì cái trường hợp này mới bị người ta tới cam còi còn nguyên, nhưng mà nếu các bạn để đi lâu thì có thể cháy cam còi do nghẹt nhớt luôn hơn. Cộn này thì đầu mình chỉ sấy xuống bắt lại thôi đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ các bạn cùng mình coi thử là mình xử lý cái xe này mình sẽ thay những gì. Ốc sẽ nhớt chưa hư nè, nè các bạn coi ba vớ lên lọc nhớt đi tâm nè. Cái xe anh đăng lý là em ráp ngày hôm nay nè, mà anh coi em rửa hai lần rồi đó nha, mà giờ lần này lần thứ ba nè, qua lần là em gỡ ra hết cái này nè đó. Em rửa vậy em chùi mấy tầng ấy chùi mà em coi nè, còn ba vớ nè, còn ba vớ sình đất ra cỡ này nè.
này mà ẩu để vô ráp thêm lần nữa chết đi, rửa kêu rửa siêu kỹ luôn á, cái này xinh luôn với ấy gì ta, máy qua lăng mà gỡ được. Chào anh trai, hôm nay em tiến hành ráp máy xe anh. Một, lốc như cũ, vệ sinh sạch sẽ, nếu mà ráp kỹ cỡ này thì không hiểu luôn ha, đau đầu ha. Ráp rửa sạch sẽ để lên thùng xốp luôn. Rồi, hai, tay giòn thay, đã không ép giòn rồi, thay tay giòn mới để kỹ mà cũng lột giòn. Bật đèn, thay bật đèn mới NTN, số giữ lại nha, đợt này không thay số. Hai là vệ sinh lốc máy. Rồi, lòng thì lên chế có 1. Mà sao cái chế có 1 ta, chẳng là cũ ảnh ép tăng đa hết ta. Vậy là cũ mua lòng mới hay gì đó ta. Đó, lên chế có 1 sử dụng bê tông thái nha. Rồi. Đó. Lòng thì sấy lòng lên, bê tông thay bê tông mới. Thái đây là chính hãng Honda Thái Lan nha các bạn. Rồi. Đầu là vệ sinh số bắp, camera tới đây. Chả cước, mặt chảo, đầu đèn đi số bắp CNC nên tốt lắm các bạn, ngon cực kỳ. Rồi các bạn đi coi cái đầu nè, đó, tất cả nè, mọi thứ ngon lành hết. Miệng số bắp nè, ăn miệng chỉ nhỏ đàng hoàng luôn, đã không? Rồi, ôi xin lỗi các bạn nha, cái quạt á, cái quạt các bạn, sân cam thay nè, phó số bắp thay nè, lá bố thay nè, áo bê tông thay nè, ống sáo thay nè, lưới lược nhớt thay nè, chuồng heo thay nè. Mà không, mà nghĩ xe này chắc đi chủ xe đi cày ghê lắm á, chuồng heo mà nó đầu rơ lại luôn, mà đã sử dụng là chuồng heo FBI, mà sử dụng chuồng heo FBI mà nó còn rơ nổi chuồng heo là ghê gớm lắm. Rồi bật đèn máy là thay nè, đó, lấy nữa kỹ thay bật đèn luôn nha tí, nó xét rồi. Rồi vậy là xong nha anh trai nha, bye bye anh trai. Chào bạn, hôm nay là em nhận một cái xe phu trầm mập làm máy. Thì xe này chạy vô em với tình trạng là kêu xin cam, kêu ống sáo, nó là phán đấu chủ xe, giống như là nghe bị xè các bạn, và xì nhớt. Thì sau khi mà em thay cho chủ xe xin cam, ống sáo rồi xong á, yêu cầu chủ xe á, thì em nghe là tiếng máy nó lột dên các bạn. Lúc đầu mình cũng có nói rồi, chủ xe có nói là cứ thay trước cho em đi, nếu mà thay ông hết á thì em sẽ tiến hành em chuyển máy. Thì sau khi mà em thay xong á thì ông bây giờ em xin phép em chuyển máy xuống luôn, cho nên là nó không có quá trình mà nổ cho các bạn nghe chuyển máy thử không. Anh chào em, thì đầu tiên này má xe đi ra khó dữ không nè, coi đóng khó nè, coi đầu trước nha, à coi miệng sang miệng bô đồ nè, chảo đầu á, rồi là một là bít tông lên nhớt nè, mà đóng khói cũng nhiều luôn đó. Rồi bắt đầu hụt, các bạn hay nghe từ lớp bê bít tông á là vậy nè, hụt nó lên nè các bạn. Rồi số là không thay nè, sẽ thay là nè, nghe dạng nè, thay lá bố nè, thay chuồng heo nè, thay tay dên bật đèn dên nè, sấy trái nè, coi thử giờ cốt mấy nè. Nếu mà ép tăng đa thì thôi, mà hả mà cốt 1 lên cốt 2 phải di và lại ép tăng đa nè. Đầu làm xuống bắp miệng chỉ lại nè, ốc sẽ nhớt là kiểm tra lại có hư không. Ốc sẽ nhớt là không hư nè. Rồi cần tăng cam rồi có hư không. Chào em, thì rôn phốt máy thay lại mới từ đầu, xin cam thay lại, ống sáo rồi thì bữa mới thay rồi, lá bố thay lại lá bố thái, chỉ có nồi trước không làm, nồi trước là gồm gì, chuông không làm, cụm đế ba càng không làm, chuồng heo thay cho em một cái chuồng heo mới, lòng mình sấy lên trái cốt 2. Rồi mời camera tới đây, lòng thì anh sấy lên trái cốt 2 ha, đầu anh thay hai số bắp mới, lóc anh rửa sạch sẽ lại thay full bạc đạn máy. Bạn đèn máy là phải thay full nha. Rồi các bạn coi nè, dên là phải thay là bạn đèn dên với lại tay dên, là ông nội này nguyên nhân chính nè. Bạn đèn dên thay là bạn đèn dên của Nhật, tay dên thay lại tay dên mới. Có một cái đáng lưu ý cho các bạn nè, cái xe này lột dên ba vớ đồ lên,
tất cả những chi tiết này nếu mà không kỹ á là chết nè. Bên cái đèn có thấy được ở trong không? Là phải tháo dĩa đều ra hết, tháo toàn bộ cái này ra, với lại bên lóc lửa nó có cùng lửa này nè, tháo ra là đúng rồi nè, rửa là đúng rồi nè. Nhưng mà còn qua lăng nữa phải gỡ nát qua lăng luôn, qua lăng bơm nhớt là gỡ ra hết, có cái bộ lục giác bông á gỡ ra rồi. Anh cảm ơn em.